Dạ, em Hiếu xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại đến với kênh Bách Xe của em nha. Thì hôm nay em Hiếu thông báo cho mọi người một việc, đó là Hyundai thành công. Việt Nam vừa thay đổi chính sách giá bán của 4 mẫu xe đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất đó là một em Hyundai Venue, thứ hai đó là một em Hyundai Elantra, thứ ba đó là một em Hyundai Scooting và thứ tư đó là một em Hyundai Santa Fe nha. Rồi, mọi người cùng theo chân em Hiếu xem báo giá niêm yết của các từng dòng xe đang có mặt tại showroom Hyundai gia đình của em nha. Đầu tiên đó là em Hyundai Venue 10 này đây, sẽ có mức giá dao động đối với bản thấp nhất là 1.2 MT số sàn nha quý anh chị, là giá 360 triệu, và phiên bản cao nhất đó là 1.2 AT số tự động phiên bản sedan có mức giá là 455 triệu. Rồi, tiếp theo đến đó là một em Hyundai Venue. Đây là phiên bản đặc biệt đang được trưng bày tại showroom em Hiếu. Phiên bản mà giá cũ á, đối với phiên bản tiêu chuẩn á là 539 triệu và đối với phiên bản đặc biệt á là 579 triệu, thì hôm nay giá bán đã thay đổi, thì đối với phiên bản tiêu chuẩn á là sẽ có mức giá là 499 triệu và phiên bản đặc biệt á có mức giá là 539 triệu nha quý anh chị, đã giảm vài chục triệu rồi. Rồi, tiếp theo đó là về em Hyundai Elantra này, cũng vừa thay đổi chính sách giá bán luôn. Thì đối với em Hyundai Elantra này, đối với giá niêm yết cũ á, em sẽ đọc cho mọi người nha. Thì phiên bản tiêu chuẩn á có mức giá là 599 triệu nè. Rồi, lên phiên bản đặc biệt á là 669 triệu. Rồi tiếp theo đến là phiên bản 2.0 cao cấp đây, có mức giá là 729 triệu. Và đối với phiên bản N-Line là 799 triệu. Thì hôm nay giá bán đã điều chỉnh lại, thì đối với phiên bản tiêu chuẩn á là chỉ còn là 579 triệu nè. Rồi, tới phiên bản đặc biệt á là chỉ còn 639 triệu. Rồi, tiếp theo nữa đến á là phiên bản 2.0 cao cấp là chỉ còn 699 triệu. Và tiếp theo đến là phiên bản N-Line chỉ còn là 769 triệu nha quý anh chị. Đó là bốn mức giá đã thay đổi và giảm vài chục triệu, giảm từ 20 tới 30 triệu đối với dòng xe Elantra này nha quý anh chị. Một món rất là hời, mà khi quý anh chị mua xe trong tháng 6 này mình sẽ xuất hóa đơn, và qua tháng 7 mình đăng ký bấm số mình khai thuế thì sẽ được giảm 50% thuế trước bạ nữa, cực kỳ ngon nha quý chị ơi. Đây là một ưu đãi kép đến từ Hyundai thành công Việt Nam nha quý chị, chỉ có tại xe Hyundai nha, hoặc là cái xe lắp ráp trong nước nè. Rồi, tiếp đến đó là một em Stargazer này á, đây là phiên bản vàng mờ nha quý anh chị, sẵn xe giao. Xe đây là thuộc phiên bản là cao cấp nha quý anh chị. Đây là phiên bản vàng mờ hoặc là trắng mờ sẽ được cộng thêm 3 triệu nha quý anh chị. Phiên bản cao cấp nó sẽ có chữ premium ở phía sau cho quý anh chị dễ nhận diện theo dõi nha. Đó, chữ premium nè. Quý anh chị thấy vàng mờ một xíu không? Có ánh sáng vào nó sẽ thấy một vàng mờ và thay đổi theo góc chiếu. Dạ rồi, đối với em Stargazer này, phiên bản 2024 hoàn toàn mới, thì sẽ có mức giá đối với phiên bản tiêu chuẩn á. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì xe sẽ có mức giá là 489 triệu. Đối với phiên bản đặc biệt các quý anh chị sẽ có mức giá là 559 triệu. Và đối với phiên bản cao cấp có mức giá là 599 triệu. Một mức giá quá là hời so với cái mức giá niêm yết cũ mà trước đó khi xe 2023 nha quý anh chị. Mà mẫu mã thiết kế đẹp hơn nè, hầm hố hơn, đẹp hơn, 47 hơn, sang trọng hơn, không có mang cái mác là xe dịch vụ nữa nha quý anh chị. Quý anh chị có thấy máy ốp về rồi nè, tay nắm cửa, rồi giá nóc ở trên giúp xe nhìn trông thanh thoát và sang trọng hơn. Đó, rồi tiếp theo đó là một em Custin, thì tụi em hay nói vui nó là xe cô tí nha mọi người. Custin đây thì cũng mới vừa điều chỉnh giá luôn. Đây là phiên bản 2.0 cao cấp turbo màu đen, xe hiện đang có sẵn tại showroom của em và sẵn giao. Đây quý anh chị, 2.0 turbo cao cấp, thì xe đang có mức giá thay đổi. Thì đối với Custin mà các phiên bản cũ á sẽ có mức giá là 850 triệu đối với phiên bản tiêu chuẩn nè, 945 triệu đối với phiên bản đặc biệt và 999 triệu đối với phiên bản cao cấp. Thì hôm nay mức giá đã vừa điều chỉnh vừa thay đổi, thì xe
giá giảm trực tiếp lên giá niêm yết thì em Hiếu xin báo giá cho quý anh chị, đó là đối với bản tiêu chuẩn là chỉ còn 820 triệu thôi, vừa giảm 30 triệu cho quý anh chị. Rồi tiếp theo là phiên bản đặc biệt 945 triệu thì nay giảm chỉ còn 915 triệu thôi quý anh chị. Đó, một mức giá rất là hơi. Rồi đối với phiên bản cao cấp là 999 triệu thì chỉ còn là 974 triệu thôi quý anh chị. Giảm rất là ngon. Đó, mà dòng xe này đi trong thành phố hoặc đi tỉnh xa cũng rất là ngon. Xe sở hữu là động cơ 2.0 turbo, ghế là cửa trượt rất là hiện đại. Đó, 4 xe, 4 ghế đều là trang bị nhớ vị trí ghế, làm mát ghế đầy đủ hết. Chỉnh điện 10 hướng cho quý anh chị luôn. Có sạc không dây, cửa gió điều hòa, có cổng sạc đầy đủ hết, làm mát ghế cả 4 ghế luôn nhé quý anh chị. Cửa sổ đôi, sửa trời đôi đầy đủ hết. Rồi, quý anh chị quan tâm dòng xe Hyundai Putin màu nào, giá bán trong tháng 6 này thì liên hệ em Hiếu ngay nha, mức giá rất là tốt. Dạ rồi, còn qua đến bên đây là một em Hyundai Palisade. Đây là phiên bản tiêu chuẩn mà Vin là Vin sản xuất 2023 nha quý anh chị. Đó thì hiện tại mẫu xe này bên em đang áp dụng khuyến mãi lên đến là 100 triệu nha. Quý anh chị có nhu cầu mua mẫu xe này thì liên hệ em Hiếu. Dạ rồi, còn giá bán mà đối với mẫu Palisade thì đối với phiên bản mà tiêu chuẩn 6 ghế sẽ có mức giá là 1.479 triệu nha quý anh chị. Một mức giá rất là hời. Đó thì hiện tại mà quý anh chị mua mẫu xe này được giảm giá thẳng 100 triệu thì quý anh chị chỉ còn là 1.379 triệu thôi, giảm thẳng trực tiếp 100 triệu này. Đó. Rồi, còn đối với bản cao cấp 6 ghế sẽ niêm yết là 1.589 triệu nha quý anh chị. Đó. Đây là mẫu Palisade 7 chỗ gầm cao full size của nhà Hyundai vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam ở cuối tháng 12 2023. Thì mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như là Ford Explorer, Toyota Land Cruiser, nó quý anh chị full size 7 chỗ gầm cao và full công nghệ mà giá rẻ thì quý anh chị nhớ đến mẫu xe Palisade này nha, không thua kém gì các đối thủ cũng như là mặt ga lăng nè, option đâu nè. Đó, cửa sổ trời là đầy đủ hết nha quý anh chị. Đó, quý anh chị có mua 7 chỗ gầm cao full size mà cần sang trọng mà cần thể thao mạnh mẽ thì nhớ đến em Hyundai Palisade này nha. Để rồi tiếp đến theo đó là một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Dù đã có thông tin ra mắt sản phẩm mới nhưng mà mẫu cũ này vẫn đang rất là bán chạy quý anh chị ơi. Quý anh chị mà mua trong tháng này và để tháng sau bấm số hưởng lợi phí trước bạ 50% thì rất là ngon. Thì hiện tại mẫu Santa Fe này á, đối với bản máy dầu mà bản máy dầu cao cấp giá niêm yết cũ là 1.269 triệu và máy xăng á là 1.210 triệu thì hôm nay mức giá đã thay đổi, thì đối với mà phiên bản máy dầu á là chỉ còn 1.219 triệu, mức giá là quá là hời, giảm 20 triệu đồng trong tháng 6 này thôi. Đó rồi tiếp theo là đến phiên bản máy xăng thì từ 1.210 triệu thì nay giảm chỉ còn 1.160 triệu, giảm thẳng quý anh chị 50 triệu đồng tiền mặt vào giá xe niêm yết, chưa tính giá giảm từ đại lý rồi giảm thuế trước bạ. Đây là ưu đãi, không phải là ưu đãi kép nữa mà là ưu đãi nhân ba luôn quý anh chị, vừa giảm giá niêm yết từ đại lý nè, vừa giảm giá từ Hyundai Thành Công Việt Nam mà vừa giảm thuế trước bạ từ nhà nước, quá ngon luôn quý anh chị ơi. Đó, một mẫu Hyundai Santa Fe vừa đẳng cấp thì thêm Hiếu thấy đây là mẫu Santa Fe máy xăng, máy xăng nha quý anh chị, máy xăng cao cấp màu trắng. Em Hiếu đang sẵn xe ra tại showroom Hyundai gia đình em Hiếu đang làm việc đây. Máy xăng nha quý anh chị, máy xăng cao cấp màu trắng nhìn rất là đẹp quý anh chị ơi, nhìn mà chỉ biết ước thôi, chỉ biết mê thôi. Khách nào lấy thì em Hiếu tầm khách này rất là đẳng cấp rồi. Đi con này cực kỳ êm, khung U body không phải là khung ngầm rời, đi cực kỳ êm mái trong thành phố hoặc đi xa rất là ngon. Em Hiếu có giao xe cho khách ở Vạn Ninh, Nha Trang thì có đi đường cao tốc đạp lên 120 rất là sướng và êm, đi rất là ngon quý chị. Chỉnh qua chế độ sport rất là bốc, rất là ngon. Rồi tiếp theo nữa là một em Hyundai Accent. Em xe em Hiếu đang cắm sạc thêm để có bình để cho khách showroom trưng bày nha quý anh chị. Thì xe showroom trưng bày á
Thường hay khách lên sẽ mở điện nè, sẽ sử dụng cái tính năng xe như cửa sổ trời rồi mở màn hình để trải nghiệm thì hết bình. Thì bên Hiếu câu điện thêm nha, thì đây là một em Hyundai Accent phiên bản cao cấp. Đó, cao cấp mới nhất thì giá của Accent nó quý anh chị. Giá của Accent là đối với bản tiêu chuẩn thấp nhất là 439 triệu và đối với bản cao cấp nhất quý anh chị thấy đây là 569 triệu nha em Hiếu nha. Đối với bản cao cấp này là 569 triệu. Đó, xe là có tất cả là 4 phiên bản. Hiếu quay sơ mọi người xem. Đây là màu đỏ em Hiếu sẵn ra tại showroom. Giờ này 1.5 lít. Xe sử dụng động cơ của Toyota Stargazer luôn nha. Xe Accent đời mới này rất là đẹp. Thì quý anh chị mua thì liên hệ ngay em Hiếu nha. Giá hiện tại đang rất là tốt, được tặng tiền mặt nè, bảo hiểm thương vỏ, tặng phụ kiện đầy đủ hết cho quý anh chị. Khi quý anh chị đến trực tiếp xem xe showroom nha, hoặc là liên hệ trực tiếp với anh Hiếu để Hiếu báo giá cụ thể cho quý anh chị biết nha. Đây là động cơ của xe Hyundai Accent. Được rồi, thì clip tới đây. Quý anh chị có nhu cầu mua xe thì liên hệ em Hiếu. Số điện thoại trên màn hình là 093 114 9304, hoặc đến trực tiếp đại lý Hyundai gia đình số 94, 96 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Quý anh chị cứ xem xe, báo giá xe, xem xe nào chụp màn hình lại gửi Zalo qua em Hiếu. Em Hiếu sẽ tư vấn và nhiệt tình tốt nhất cho quý anh chị nha. Để quý anh chị mua trong tháng 6 này sẽ được hưởng ưu đãi kép từ đại lý nè, từ nhà máy nè, và từ nhà nước nữa, rất là ngon quý anh chị ơi. Đó rồi, mua xe thì nhớ ủng hộ em Hiếu nha. Em Hiếu rất là nhiệt tình, giao xe đúng thời hạn, đúng màu. Khi mà quý anh chị mua xe ở đại lý em Hiếu thì sẽ có những ưu đãi, phần quà hấp dẫn hơn nữa. Được rồi, em Hiếu chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem. Nhớ cho em Hiếu một nút like nè, một nút đăng ký kênh, hoặc comment phía bên dưới những điều mà quý anh chị còn thắc mắc để em Hiếu giải đáp thắc mắc và có động lực làm hơn nữa nha. Được rồi, khách cũng đem xe nè mời quý anh chị. Được rồi, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Bye bye mọi người.